Ok, rồi em nhé. Nghịch ít thôi. Chào anh em nhé. Có cái bạn này, bạn ấy smart nó cứ hiển thị lung tung, với cả là nó đang gặp vấn đề mà bạn đang không biết tại đâu, hỏi mình thì mình cũng đang chưa biết xác định cái lỗi nó cái lỗi của smart nó nằm như thế nào. Thì như này, lúc chiều bạn có chụp ảnh với quay video mô tả về cái việc bạn ấy bị lỗi, thế nhưng mà mình chưa có thời gian xem. Bây giờ mình Ultra View để hỗ trợ bạn ấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn cái màn hình smart này thì mình cũng đã biết là bạn ấy đang cài đặt một số cái rất là lung tung này, warp, unwarp rồi các kiểu. Thì cách nhanh nhất rồi bây giờ mình thử để xem nó như thế nào lại nhá, để xem nó hiện hiển thị ra làm sao. Đó đây, đáp tuyến với pha nó rất là loằn ngoằn. Đáp tuyến với pha nó đang rất là loằn ngoằn nhá. Với những cái trường hợp như thế này thì mình khuyên anh em là không phải bàn cãi gì nhiều, không cần phải làm động tác gì nó thừa. Thì tốt nhất vẽ lên một tờ giấy trắng á, thì nó sẽ dễ vẽ hơn và nó sẽ đẹp hơn là vẽ lên một tờ giấy mà đã rất là nhiều màu. Đó. Đây là bạn ấy đang dùng thử. Đấy, nhìn đáp tuyến này, pha nó nhìn nó không đâu vào đâu cả. Thì cái phương pháp mà nhanh nhất và đơn giản nhất là anh em nên làm như thế này này. Anh em bấm vào config, vào manager config, và anh em nhìn thấy cái nút restore default chưa? Restore default luôn. Đó, Smart nó sẽ khởi động lại và nó đưa về trạng thái như mới để anh em chúng ta thiết lập lại từ đầu. Và những cái với những cái phép những với những cái đo đạc thông thường ấy, thì anh em chỉ cần setup mặc định như thế này giúp mình thôi là ok này. Đó. Từ đầu đến cuối luôn nhá. Đây là tích vào cái card M Audio. Cái card này là bạn ấy lấy của bên mình với giá là 3 triệu. Đấy, ok này. Tiếp theo là anh em sẽ ở đây thì cái bảng Spectrum đối với Smart 8 thì nó đã hiển thị cho anh em là anh em không cần phải phải tạo một cái tab đo hay cái gì cả. Đấy, nên nó có input đây rồi. Việc của anh em là anh em tạo new TF để tạo cái bên để chúng ta setup pha thôi. Thì dòng device thì vẫn như những cái clip thông thường, dòng device thì sẽ là ICO audio M Audio E1924 ICO nhá. Đó. Thì cái dòng thứ ba là dòng input thì chọn input 1 này, dòng refusion thì chọn input 2 và ok. Và công việc nữa là chúng ta sẽ phải chọn routing cái đường phát ping noise ra, thì ở đây nó có một số cái ở đây thì chúng ta sẽ chọn vẫn là chọn cái device là M-Audio nha. Cái bên ốc out này thì chúng ta sẽ chọn nó là out 2, và đối với win thì thông thường chúng ta sẽ chọn cái level của ping noise đó là 0. Đấy, sau anh em rồi anh em bấm sang thẻ transfer thôi. Điều chỉnh lại một cái số cái thông số hiển thị và thử lại. Đó. Vậy thôi. Kết quả là đã khác nhau, anh em thấy không? Cái cách nhanh nhất để anh em không biết lỗi nó tại đâu là anh em làm như thế này. Đối với những cái phương pháp thông thường là đo đạc như những mình hướng dẫn setup hệ thống đo đạc pha một số các thứ thì anh em không cần phải cài đặt gì thêm nhiều cả. Đấy, ở trong này nó cứ để mặc định thôi. Còn những cái việc là allow multi driver transformation này là nó sẽ dùng để cho anh em có thể là lựa chọn linh hoạt giữa các cái device, là chúng ta sẽ có thể là cắm
nhiều cái sao cạc vào, hay là sử dụng ở trên cái bảng đo này thì chúng ta có thể chọn bên bên tín hiệu input vào này, là chọn một device này, và cái tín hiệu so sánh thì một device khác, nhưng chúng ta phải cài đặt ở cái kia trước đã. Đó. Như vậy ok nhá, mình đã hướng dẫn xong, đã xử lý xong cho cái bạn khách của mình là bạn này, bạn Sơn. Bạn Nguyễn Văn Sơn đó. Thì ở trên màn hình anh em có biết, và bạn đã sử dụng cái sao cạc của bên mình. Mặc dù cái những cái kỹ thuật này, những cái kỹ thuật về về smart cái thứ hay các bạn làm thế nào, thì mình cũng sau khi mua thiết bị của bên mình ấy, thì mình cũng có hướng dẫn này, hoặc thậm chí có team view, có cài đặt cho anh em về trạng thái như thế này. Sau đó anh em có nghịch hay có gì đó thì mình vẫn rất là chăm chỉ hỗ trợ. Nói chung là anh em không mua đồ của mình, mình còn hỗ trợ chứ huống chi là anh em mua đồ của mình. Mua đồ của mình thì tất nhiên là sẽ hỗ trợ một cách nhanh nhất rồi. Đó. Thì kể cả không mua đồ thì cũng được hỗ trợ, nhưng không có lý do gì mà khách hàng mua đồ của mình mà mình không hỗ trợ cả. Rồi, xin chào anh em. Đó, thì anh em cứ lần sau mà có cài đặt mà không nhớ là cài đặt cái gì thì nó bị làm sao thì anh em cứ làm như mình, cho nó về mặc định luôn. Đó. Ok, rồi em nhé. Nghịch ít thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Chào em Sơn nhé.